Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 11, Địa Thần Hộ Pháp. Lúc đó vị Kiên Đao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con được trưởng chiêm nghiễm đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát Địa Ấn như bậc trí tuệ thần thông lớn chẳng thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sinh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sinh như quái ta bà, nhưng ngài như trong mọi chiêm phù đề, như ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Di Lặc cũng hóa hiện ra trăm nghìn thân để độ chúng sinh trong giáo đường. Nhờ chỗ phát nguyện của các ngài có lúc còn hạn mãn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đã phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường, giải qua số cát như trong giải qua số kiếp như số cát trong trăm nghìn nước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh ở trong tuổi hiện tại và tuổi nay sau, nơi chỗ ở phương nam, chỗ nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam, trong vùng đất của mình ở mà có thể dùng lên đất đá che gỗ mà dựng lên cái khám cái thất, trong đó có thể họa vẽ đúc nán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt cho có thể họa vẽ dùng vàng bạc đúc nán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương chiêm lễ cúng dường người khen, thời chớ cửa của ngài được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa ăn ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn được sự lợi ích, năm là có chi ứng tỏa ý cả, sáu là không có tai nạn về nước và lửa, bảy trừ sạch với hư hao, tám dứt hạn ăn mộng khí, là khi ra nước vào thường có thần theo bảo vệ, mười là thần bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh trong tuổi hiện tại nay và vị lai sau, trong phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế, thời được lợi ích như vậy. Vị Kiên Đao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, trong đời sau này nếu có kẻ thiện nam người thế nào trong phần đất của mình cư trụ mà có kinh điển này của hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng một Địa Tạng Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con hộ vệ người đó cho thế các sự tai họa như nước lửa và trộm cướp nạn lớn nạn nhỏ vân vân thể để tiêu sạch. Đức Phật bảo vị Kiên Đao Địa Thần rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần các ý ấy bằng vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phủ đề đều như ông có triệu, cho nên cỏ cây cát đá nuôi mẹ cho nó thóc gạo của và tất cả những thứ từ đất mà ra đều nương sức oai thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần nữa nước thần lúc thường. Ngài địa thần trong đời sau như có kẻ thiện nam người tự nhiên nào cũng dường nhìn tạng Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh mỗi ngày và chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát một nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần thực của ông của việc đó cho để chữa để cho những sự tai họa sự không có ý nên tai nghe muốn là cho họ phải chịu, chẳng phải gì trẻ riêng mình ông hộ trì người ấy cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, đế thích quyến thuộc của chư thiên hộ vệ người đó, tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như vậy? Đó đều do người ấy chiêm lễ kính kiêm lễ người khen cúng dường hiện tạng một ta và đọc tụng kinh của người này, tự nhiên được rốt ráo cho niệm viện khổ chứng đạo đến bàn an vui, vì thế đặng ngộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha,